Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh channel của mình. Thì những ai cho biết mình là một seller bán hàng sách tay, Facebook của mình là Facebook Ba Hai Gác. Còn không thì các bạn vào cái bay của mình là bay Super Gác. Nếu các bạn tìm không ra các Facebook và cái bay thì các bạn gọi vào số điện thoại của mình. Số điện thoại của mình là 0988968897. Mình có dùng Zalo, mình có dùng iMessage. Các bạn muốn mua những mặt hàng nào thì các bạn cứ gửi hình cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một đôi giày sandal đến từ thương hiệu Gucci. Rồi, bây giờ mình sẽ vào video để review chi tiết của đôi giày này luôn nha. Rồi thì như thường lệ thì Gucci lúc nào giày dép của nó đều có bóc nha mọi người. Còn túi thì có lúc có lúc không, nhưng mà đa số bây giờ thì có bóc nhiều mọi người ha. Bóc này là cái bóc mới của nó mọi người ha, nó là màu xanh nè. Ở bên trong thì sẽ có giấy gói của nó thì cũng giống như cái họa tiết của cái bóc ở ngoài luôn. Ở bên trong thì sẽ có một cái dust bag. Mỗi đôi giày thì nó sẽ có một cái dust bag riêng của nó nha mọi người. Ở trong nó sẽ có những cái bọc chống ẩm nè, các bạn giữ cái này lại, các bạn bỏ vào những cái túi da của bạn á, nó sẽ bảo quản cho cái túi da của mình tốt hơn, và những cái giấy linh tinh gì đó của Gucci. Rồi thì hôm nay mình sẽ cho các bạn xem đôi giày sandal đang hot mọi người nè. Đôi giày này là do Đoàn Di Băng mang á mọi người, thành ra là nó cũng hot luôn nè. Nói chung là cái này thì nó giống như là cái dép, gọi là dép quay hậu. Lúc trước mình đi học á, thường thường gọi là dép quay hậu mọi người đó. Thì đây mình đang có phiên bản là màu hồng và một cái phiên bản màu đen đó mọi người. Đây màu đen của mình nè. Thì những ai mà thích bánh bèo thì mình mua cái màu hồng mình mang nè, rất là xinh. Còn ai mà thích kiểu như là mang liên tục, mang thường xuyên á, thì chúng ta mang màu đen, nó đỡ dơ hơn, và lỡ như có dơ thì nó cũng dễ lau chùi đó mọi người. Còn cái em này nói chung mà lỡ mà dơ thì nói chung mà cũng sẽ khó nha. Nhưng mà nếu mà các bạn dính bùn dính lầy thì không sao, nhưng mà dính mực rồi mọi người thì nó sẽ rất là khó, tại vì do cái này là nhựa dẻo á. Khi mà mình thấy mà nhựa dẻo mà dính mực rồi á là nó khó chùi ra lắm. Ở mặt trước của mọi người nó sẽ có những cái móc của mọi người nè. Đó, cái móc này thì theo mình thấy thì nó là bằng nhựa nha mọi người, không phải là bằng kim loại đâu. Nếu mà cái này là bằng kim loại nó sẽ ok hơn, còn bằng nhựa thì các bạn nên giữ kỹ một xíu nha, nhiều khi nó dễ bị gãy á. Ở đây thì nó sẽ có một cái logo của thằng Gucci nha mọi người nè. Đó, thấy không? Ở đây cũng có được cái chữ Gucci luôn, nói chung là làm rất là chi tiết. Cái phần móc ở bên trong mọi người nó làm bằng kim loại. Đây nè, móc bên trong nè, kim loại, còn ở ngoài là bằng nhựa thôi nha. Thì ở trên đây nó là nhựa bóng nè. Còn cái phần này nó là một cái nhựa mà kiểu như là giải giả da mọi người. Đó, nó có những cái vân vân nè, thấy không? Còn ở dưới đây là một cái miếng mút nữa. Miếng mút này là các bạn thường thường hay mang dép ngoài hậu hồi xưa á, nó sẽ biết cái mút này. Thì nó cũng là cái mút bình thường thôi mọi người, nó không phải là cái mút gì mà nó mắc tiền hay là gì đâu. Tại mình thấy đối với mình cảm nhận được á là chỉ là mút bình thường thôi, do nó là có thương hiệu Gucci nên nó mắc thôi. Đây ở dưới cũng có logo Gucci và có chữ Made in Italia đây nè mọi người nè. Ở mặt sau thì nó sẽ là một cái quay hậu bằng nhựa luôn mọi người. Thì ở mặt sau mọi người, cái này mình có thể tăng đơ theo cái chân của mình mọi người ha. Khi các bạn mang vào, các bạn xỏ vào nó cũng sẽ ok hơn. Nhưng mà đa số thì mình thấy là tới khúc này là ok rồi nè. Tại vì do mà khi mà các bạn mang chật quá hay là gì đó thì nó sẽ nằm ngay cái phần nhựa á, nó sẽ xấu đi cái đôi giày của mình ha. Thì với mình nó thấy cái đôi này nói chung mà nhìn sơ sơ qua thì các bạn thấy nó bình thường mọi người ha. Nhưng mà khi mà các bạn nằm mà kỹ đi sẽ nhìn nó sẽ kiểu như là nó sẽ không có hoàn thiện cho lắm. Đối bây giờ mình thấy là những cái hàng hiệu bây giờ nó làm kiểu như là cũng lẻo lão lắm nè, như chỉ nè còn dư một xíu nè, hay là những cái phần mà dán nè nó sẽ có keo ở đây. Nói chung là mình thấy là nó hoàn thiện cũng 9-10 thôi, chứ không có đến mức độ mà nó xuất sắc. Thì cái đôi giày này nó rất là nhẹ mọi người nha, cầm nó rất là nhẹ, nó không giống như là cái đôi mà bằng full nhựa cái kia là đôi dép kia nó full nhựa thì nó sẽ hơi nặng một xíu. Còn cái em này thì nó nhẹ nè mọi người nè. Ở bên trong thì mình thấy là những cái phần nhựa mọi người nó không có bị bết rít, thành ra đi rất là dễ dàng. Để mình lấy cái đôi màu đen á, mình cho các bạn xem là đó, thấy không? Những cái phần nhựa nè nó còn dính mọi người thấy không. Nói chung là đây cũng vậy nè. Nói chung là mình thấy là nó hoàn thiện cũng tạm thôi. Mình đừng có gì ta thần thánh hóa cái vụ mà đồ hiệu quá mọi người ha. Thì cái này mọi người mình thấy là nó sẽ rất là ôm cái chân của mình, rất là đẹp. Còn giống như lúc trước mình làm cái lúc trước mình có bán cái đôi giày của Moschino mọi người, thì những cái phần này nè nó làm dài ra thêm, nó dài ra thêm kiểu như là nó cái kiểu của nó thôi. Nhưng mà những ai mà thích mà nó vừa cái chân của mình luôn, hay là kiểu như là nó ôm chân mà nó không có bị dư những cái một phần này quá, thì các bạn nên mua Gucci. Còn không mà các bạn mua cái Moschino thì nó sẽ khác nha mọi người. Thành ra là nhiều người sẽ thích ôm hơn là thích là nó dư ra. Tại vì những cái này phần dư ra thì đa số những cái người mà trẻ trẻ họ mang sẽ ok. Còn cái này thì nhưng mà lớn trẻ gì mang cũng đều đẹp hết. Thì cái đôi giày này mọi người nó là tầm khoảng mười mấy triệu, thì mình thấy là nó cũng hợp lý thôi.
chứ không có, nhưng mà cũng tùy theo người đó. Có những người thì người ta sẽ bỏ tiền ra, người ta sẽ mua tại người ta sẽ thấy bình thường, tại vì đó là thương hiệu Gucci mà. Nhưng mà đối với mình đó thì là nó mười mấy triệu nó cũng sẽ hơi bị sót một xíu, khi nào nó xuống tầm khoảng 9 triệu hay là gì đó thì mình thấy thấy nó hợp lý hơn là cái mười mấy triệu này. Thì hiện tại cái đôi màu hồng của mọi người mình đang có cái size của sẵn là 36, còn cái đôi mà màu đen này nè mình có 35 với 36 đó. Nếu mà các bạn thích các bạn cứ inbox cho mình sẽ báo giá chính xác cho các bạn luôn ha. Còn không các bạn cứ đến cửa hàng của mình các bạn xem, tại vì giày này á thì thật chất là mình không cho thử được. Ví dụ như các bạn nghĩ đi, các bạn vào thử thì khi mà mình sọt cái chân vào thôi thì ví dụ như bạn không vừa đi, rồi khi mà cái người khác người ta thấy cái chân của mình nó cũng sẽ thọt ra rồi á, dính cái này dính kia đó, thì cái người đó người ta sẽ không chịu. Cũng giống như các bạn vậy, ví dụ như mà mình thử một đôi giày này rồi mà mình không chịu, mình để đó, thì khi mà các bạn mua, các bạn lại muốn mua một cái sản phẩm mới, nhưng mà của mình chỉ là một cái cửa hàng bình thường thôi, thành ra là không có hàng trưng bày để các bạn thử. Thành ra là cái này là hàng của mình là hàng đều mới 100%, nên mà các bạn tới thì các bạn xem thử nó có vừa với lại cái đôi giày của các bạn đang mang hay không thì các bạn mua nó thôi. Còn bên mình thì không cho thử cho mọi người, dù giày dép hay là kính cũng vậy luôn. Tại vì kính mà khi các bạn mang vào á, nó sẽ có những cái mồ hôi của mình dính vào kính, và khi mà bán cho người khác thì người ta lại không chịu đó. Người ta có nhiều người cứ hay hỏi là có kính sẵn hay không để thử, hay là có giày sẵn hay không để thử, thì dù có sẵn hay không bên mình cũng không cho thử cho mọi người. Giống như là túi xách đó, thì các bạn tới các bạn coi thử là nó có cái size cỡ nào đó thì các bạn biết được là nó to hay nhỏ thì các bạn dễ dàng hơn. Còn giống như là những cái đồ hiệu khác thì không cho thử cho mọi người. Rồi thì nếu mà mọi người thấy cái video này hay thì mọi người nhớ cho mình một like, nhớ subscribe kênh YouTube của mình và bấm cái chuông thông báo cái bên để nhận được những video mới nhất của mình luôn. Rồi bye bye, chào tạm biệt mọi người.